Điên đây này. Đọc cho đây. Bây giờ đến 1, 2, 3 đọc hết tất cả ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đọc chưa không? Bài ca thu. Ok, rất hay. Vậy và cảm giác là một giá gà thật sự luôn. Ok, thật sự là những cái trò đầu tiên này vâng, kiểu đau đầu lắm, kiểu thích lắm, khỏi thích lắm, nhưng mà mình ảo thật và mình xem thấy là thích lên đỉnh nhưng sau bao nhiêu năm tao được xem mẹ ảo thật clip thì tao thấy khá là hay. Ok, kiểu cái mà tôi ấn tượng hơn đấy là kiểu tôi cảm giác ông hơi hơi giống kiểu tính cách tưởng tượng không. À, người bác sĩ tâm lý ok. Muốn gửi một cái lời tới những người nào mà chuẩn bị được xem anh Quang diễn hay là sắp được xem anh Quang diễn ấy, thì mọi người sẽ được gửi cảm giác mà lên đỉnh nhưng mà bằng ảo thuật. Bày nào mà ai luôn đó. Thật sức kiểu lúc nào cũng trong tình trạng như thế nào ấy. Gần như là anh ấy đang chơi đùa với cái bộ off của bạn. Thì rất là hay và tuyệt vời. Cảm giác rất sốc. Mình sao? Biết ảo thuật rồi đi chăng nữa thì những trò này thì thực sự là quá đỉnh. Mình không nghĩ là nó tồn tại đâu. Thật. Bài nào luôn. Ok. Quá là hay.